Rồi bây giờ mình hỏi ý kiến người thân nè, hôm nay em đi với ai em gái? Mẹ, mợ, dì, chị. Dạ, mẹ, vô mợ, cả nhà đi luôn chị. Là nguyên cả nhà này đập hồ cá nè phải không? Dạ. Dạ, con chào cô, chào gia đình nhà dạ. gái. Xin chào MC Cát Tường, dạ. MC Quyền Linh. Dạ, con chào cô. Dạ, chào toàn thể khán giả trong trường quay. Tôi là mẹ của bạn Kiều. À, cho cô hỏi nha. Dạ. Ê, con làm ở đâu? Hiện tại con làm khu vực bên quận 6. Nhà con ở quận 6 luôn cô. Mẹ thì mẹ thấy cũng được, nhưng mà tùy con quyết định. Dạ. Rồi. Mời ý kiến nhà trai. Dạ. Hôm nay em đi với mẹ em và em gái em. Dạ chào cô. Dạ con chào cô. Dạ. Em xin chào MC Quyền Linh và MC Cát Tường. Dạ. Xin chào quý vị khán giả ở chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Tôi là mẹ của Quang Duy. Dạ. Đây là em gái em của Quang Duy. Dạ. Đây cũng là em luôn. Dạ. Ủa em gì? Là em bà con. À em bà con. Dạ. Lại nãy nghe có một cô em gái thôi à. Dạ. Này là em bà con. Dạ. Rồi. Cô thấy sao là gái bên được không cô? Thì cô thấy con dễ thương, con lớn hơn bạn Duy nhưng mà con trẻ. Nhưng mà con phải ra ngoài một tí, đừng có ngủ nhiều. Tại vì chưa có người yêu nên ngủ. Thử có người yêu coi. Bây giờ là phải thích nha. Đúng rồi, các tường nói mà. Bây giờ phải thức. Thích nhiều. Dạ, thức và yêu. Rồi, gia đình cô thì rất là dễ. À, không có khó khăn đâu. Nếu mà con làm dâu của cô là con có phước lắm đó. Rất là dễ. À, nấu cơm cho con dâu ăn không à? Dạ, dạ có hạnh phúc quá không? Năm con trai lẫn mà nấu cho năm con dâu ăn lẫn. Không, sáu con trai. Sáu con trai. Sáu con trai, một con gái Úc. Mà lấy vợ hết chưa cô? À, bốn anh lấy vợ rồi. Còn anh lớn hơn anh này. Dạ. Với anh này với cô là này. Vẫn ở chung nhà hết, cô nấu cơm hết không, luôn. Hai anh kia ở riêng, có anh thứ hai, thứ ba, thứ tư ở riêng. Dạ. Nấu cơm cho con hết. Hai cô dâu kia không nấu. Không, con dâu ở chung cũng không có nấu nữa. Dạ. Trời ơi, con nghiệp cô. Tự nấu cho mấy con ăn. Tại mẹ thích, ba mẹ con thích gì đó, chú? À. Dạ. Thích nấu cho con ăn. Vậy là khỏe rồi ha. Vậy thấy dâu thì rồi không đó. Có cực đâu. Rồi, dạ, cảm rồi, ơn cảm ơn cô. Chủ yếu là hai bạn. Bây giờ mở rau. Con đem qua tặng. Rồi, trò chuyện nha hai bạn. Mình cũng muốn quà tặng bạn. Anh em tặng bạn cái gì? Thì ban đầu định tặng mấy bông hoa, nhưng mà thấy hoa thì dễ tàn lắm, cho nên thôi tặng một chậu xương rồng nhỏ gì đi, có buồn ngủ quên tưới cây cũng không sao. Tính gọn ghê. Lần đầu tiên gặp bạn trai đó là em nhận xét bạn ấy như thế nào? Thấy cũng dễ thương, phong cách cũng hay đó. Thích không? Thích cái phong cách đó không? Cũng thích. Tóc dài vậy thích luôn hả? Quan em trọng. Có đem hình hồi em lúc tóc ngắn gì không? Dạ có. Cho chị coi ngắn dạ. Đẹp hơn hay dài đẹp hơn? Cho bạn gái coi đi. Để em tạ em chọn. Trời ơi đẹp trai hơn nè. Cắt tóc ngắn đi. Em nghĩ là quan trọng là cảm xúc của bạn đó thích cái gì thôi. Không, không có cảm xúc gì. Đẹp trai nè quý vị. Tôi nói đẹp trai là đẹp trai nè. Mọi người nhìn nè. Đó. Tóc ngắn đẹp trai không? Tại sao lại để tóc dài? Chỉ là em thấy trong cuộc đời mình thì nên làm một cái gì đó để lưu lại thôi, một chút kỷ niệm về cuộc đời mình thôi. Và lưu chưa, lưu chưa? Cũng lưu rồi. Lưu rồi mai cạo đi, cạo một cái cho nó láng hết. Nhưng mà bữa nay cắt tóc có bồ nè, cắt điểm. Bây giờ xõa tóc ra coi thử tôi. Thôi, xấu lắm. Mở tóc ra tôi coi, có tóc dài hơn tóc tôi không nè. Coi coi hai đứa đứa nào đẹp gái hơn. Đó. Dạ. Ghê ghê ghê, có chí không? Không không, hai ngày còn lần. Tóc bên đây muốn dài hơn bên kia rồi. Dài hơn bên đây còn gì nữa. Thì á, bắt đầu tóc của con dài tới đây nè. Dạ. Sau rồi cái... Sao quên mất rồi, cái xong cắt tới vậy. Ủa mà nó nghe nè, mấy ngày tắm lần? Mỗi ngày đều tắm chị. Tại sao mỗi ngày tắm mà đầu thì hai ngày mới gọi lần? Tóc dài gọi đầu mệt. Vậy thì cắt tóc đi, khỏi mất công. Thôi em muốn để dài hơn nữa. Thật ra theo em tóc tai dài hay không thì nói chung là quan trọng là mình sống mình cảm thấy thích, mình thoải mái là được. Dạ đúng rồi. Rồi bỏ vụ tóc qua đi, vô chuyện tình yêu đi hai bạn. Rồi vô. Cưới về thì Kiều có ý định gì cho tương lai chưa? Anh nói rồi lúc nãy là sống khá là dựa dẫm vào gia đình á. Nên còn một người đàn ông mình có thể tin tưởng được. Em lấy về là em sắp xếp. Em muốn cô làm gì cô làm nấy. Khỏe rồi. Đúng rồi, thật kiểu như vậy á. Nhưng mà cô không làm là em hốt ổ luôn đó. Không, không làm thì em chắc em làm giùm được. Tại nhà em cũng nói chung là cũng nói phụ bậy việc đi nha, đây nhiều người đã có mới nói nha. Thật ra thì ngoan lắm, kiểu giống như là
đặt đâu ngồi đó đó. Dĩ nhiên là có chính kiến chứ. Cái gì quá đáng quá thì chị sẽ không nghe đâu ha. Chứ sao lại xin bằng chị. Ai biểu không chịu mạnh dạn lên giờ xưng bằng anh đi em đi. Tôi kêu anh em nãy giờ không chịu để nhờ tao nãy giờ em xưng tên luôn à. Không có tên gì đây á, tên là nó quên nhiều khi hồi cái lộn mày tao luôn á. Giờ anh em đi. À, cũng như thí dụ kết hôn rồi thì chồng muốn làm gì á thì chị sẽ nghe. Rồi hai vợ chồng thỏa thuận với nhau kiểu ngoan ấy. Mọi người nói vậy chứ không biết nữa. Ông kia cười hoài vậy nói chuyện đi. Kiểu có thích đi xem phim không ha? À, kiểu thích xem kinh dị. Được. Sắp tới có cái bộ phim gì mà cái gì mà mấy cái đầu lâu gì mà dựa trên cái sự thật gì có thiệt ở một cái. Đúng rồi chị thích cái coi đó. Được á. Đang lát mình lấy vé đi coi luôn. Rồi bây giờ tỏ tình nè, ai tỏ tình với ai cũng được chơi. Một người 15 giây nhìn thẳng vào mắt nhau và nói những gì mình đang suy nghĩ hiện tại để quyết định bấm nút nè. Mời bạn trai trước. Nếu mà Kiều lập gia đình á thì Kiều sẽ gọi cái người bạn đời của Kiều á là ông xã hay là anh yêu? Là con. Anh nghe nè. Qua ai nhỉ? Rồi anh nghe rồi, anh nghe rồi. Nói gì vậy? Hai người nói tiếng gì vậy? Lão cung là tiếng Hoa á chị. Là ông xã. Thật ra thì ấy thích gọi là gì thì sẽ gọi là cái đó, miễn là đừng chỉ em là được rồi. em muốn cảm cho cái người bạn đời của mình cảm thấy hạnh phúc. Đâu gọi lại hai đứa gọi lại cái nữa coi. Là của anh nghe là bà xã. Thôi được rồi. Mình giới thiệu về mình một chút đi em. Dạ, con chào chú Quyền Linh. Em chào chị Cát Tường. Rồi, chào bạn nữ bên kia. Con tên đầy đủ là Nguyễn Phan Quang Duy. Con năm nay 26 tuổi. 26 tuổi. Sinh ra là lớn lên ở Sài Gòn. Quê Sài Gòn. Dạ. Nghề nghiệp làm gì? Con làm nhân viên bán hàng cho Coca-Cola. Bên kia. Mời em gái. Em chào chị Cát Tường. Chào anh Quyền Linh. Em tên là Trương Thị Kiều. Năm nay em 28 tuổi. Hiện tại em đang là nhân viên văn phòng và em cũng sinh sống ở Thành phố Hồ Chí Minh. Mình nói chút xíu về điểm mạnh điểm yếu nha con nha. Dạ. Con có điểm mạnh gì? Không hút thuốc, không uống rượu bia, không cờ bạc, lãng mạn nữa. Không lãng mạn hả? Lãng mạn, con có lãng mạn chứ. Có lãng mạn chứ. Không rượu bia, không hút thuốc, không lãng mạn nữa là mệt nha. Điểm yếu, điểm mạnh của em là gì? Em sống khá đơn giản. Nói chung ngoan. Em không thích đi đâu chơi hết, em chỉ thích rảnh là em đi ngủ thôi. Buồn cũng ngủ, vui cũng ngủ, hạnh phúc cũng ngủ, đau khổ cũng ngủ. Em cảm thấy ngủ là hạnh phúc nhất. Hay cái này hay rồi nha. Đỡ tốn kém ha. Ảnh nhỏ hơn em 2 tuổi có gì lạ không? Dạ không đâu chị. Em tự thấy là em trẻ. Đúng. Thật ra trong văn phòng em luôn nói là em mới 19 tuổi thôi. Quan trọng là yêu thôi, đừng nói tuổi. Mấy mối tình rồi? Dạ. Từ hồi nhỏ thì lớn lên là từ trường về nhà. Sau đó từ nhà đến trường. Rồi đi làm thì từ chỗ làm về nhà. Xong từ rồi, nhà về chỗ luôn. Làm bạn bè thì toàn là nữ. Đâu có nam đâu mà gặp. Nên em không có mối tình nào hết à. Đó là lý do đó hả? Thích đàn ông không? Không, em nghĩ là em quá cao quý, không thể dễ dàng thuộc về ai hết nên tới giờ đó. Em quá cao quý luôn hả? Em như con cá cảnh vậy đó, em bỏ vô hồ em chân luôn nha. Lộng kiến à. Mẹ em đập bể cá bắt em ra đây á chị. Có vấn đề gì không em? Không chị, em chắc chắn là bình thường không? Có, em vẫn thích trai mà. Mình bỏ lỡ thanh xuân cũng hơi nhiều. Thanh xuân của em để ngủ không làm sao em yêu được. Bây giờ phải thức dậy, bắt đầu từ ngày hôm nay là thức dậy và yêu. Ok. Dạ. Đồng ý không? Dạ. Một lát hôn liền lia lịa cho đây cho tôi. Thôi. Bên kia không có mối tình nào chứ, còn có mấy mối tình rồi. Chính thức thì có 2 mối tình. Một mối tình đơn phương thôi. Dạ. Còn mối tình kia? Con quen cái bạn đó lớn hơn con 2 tuổi. Cũng 2 tuổi luôn. Lớn hơn con 2 tuổi. Thì nói chung là gia đình bạn đó ngăn cấm không cho quen. Lý do? Con nghĩ là con lúc đó con chưa có sự nghiệp gì. Con chưa cái vững chắc thì người ta thấy không xứng đáng với lại bên gia đình bên đó. Đúng rồi, đôi khi ta có con gái ta cũng lo. Rất là đúng đó. Giờ con có sự nghiệp chưa? Dạ con nghĩ là con cũng vững rồi. Con nghĩ vậy là được. Dạ. Rồi chứ cái người mà nghe nói có sự nghiệp không, nó chưa biết có sự nghiệp hay không là lo lắm luôn á. Dạ. Có cái gì em không thích ở người bạn gái không? Em không thích con gái mà nói tục bữa với nhau thì ok, nhưng mà đừng có nói chuyện mà chửi thề tục, đúng rồi. Bạn gái, bạn muốn tìm một mẫu người đàn ông như thế nào? Chín chắn, trưởng thành. Tại từ nhỏ thì em được gia đình bao bọc cũng hơi kỹ, nên tính em thì hơi dựa dẫm. Nên em cần một người đàn ông có thể bảo vệ được cho em. Vậy là đủ rồi ạ. Chín chắn là sao, trưởng thành là sao, cụ thể là sao?
Nói chung là em còn một người em có thể tin tưởng và giao cả cuộc đời em cho bạn ấy được. Giờ cũng khó lắm em. Ít nhất là phải canh cho em ngủ được. Bây giờ chừng nào tiến tới hôn nhân? Dạ sao cũng được ạ. Sao cũng được. Chứ hồi em đăng ký chương trình này em quyết định em tính trong người như thế nào? Ai đăng ký chương trình cho em? Mẹ. Mẹ, đây là mẹ tính cho em không có tính. Đấy, nãy em nói mẹ đập hồ cá đó. À, đập hồ cá bỏ lên đây luôn bắt đăng ký tham gia. Đúng rồi, giờ hả dụ mấy mợ kêu em là không thành công là giết, là giết. Trời ơi, cái mỏ này hung đã lắm nè, một lát bị hung là tôi biết luôn. Chào em. Dạ, em chào chị. Tai cũng lạ quá ha. Dạ, em cảm ơn chị. Ai đăng ký em tham gia chương trình? Dạ, hiện tại em cũng chưa biết ai đăng ký em tham gia chương trình nữa. Ủa là sao? Tại bữa đó em đi họp ở công ty, rồi tự nhiên cái nghe cuộc gọi từ chương trình gọi tới báo em lịch phỏng vấn, thì em cứ lên em phỏng vấn thôi, em cũng không biết ai đăng ký cho em nữa, thì cũng đang nghi ngờ tùm lum tùm la hết đó. Chắc là dạ. Phải em ế và không có khả năng có bạn gái cho nên mới đăng ký chương trình cho em đúng không? Dạ đúng rồi, nó tốt lắm. Tốt mà, thì muốn cho em thoát ế là tốt rồi. Em ghi nhận. Dạ. Có một cái điều gì mà em đặc biệt em không thích ở đối phương nữa không? Hờ hợt quá, kiểu như một người con gái tinh tế chút. Cô rất là tinh tế nhưng khi cô thức. Dạ. Nhưng mà cả cuộc đời cô chỉ để ngủ thôi. Rồi anh Quang coi đàn gái coi sao nha. Dạ. Chú coi có tướng phù thê em chú. À. Phù thê. Chú coi rồi nha, có phù thê không? Ô chàng gái. Có phù á, còn thê chưa biết. Dễ thương lắm. Ha. Dạ, con cảm ơn chú. Đang bàn chuyện qua chú thôi chưa? Rồi bây giờ thế này, mình có chịu được một người đàn ông mà quá cá tính, tức là quyết đoán quá không? Con thích mấy người quyết đoán. Nhưng quyết đoán quá, nó trở thành gia trưởng đó. Phải kiềm chế lại. Tại vì thời này mà gia trưởng quá sống sao nổi. Đúng rồi. Em ghét nhất điều gì ở người đàn ông? Tứ đổ tường, cài bạc banh bóng. Bên đây không có banh rồi, nhưng bóng không biết có không. Hợp á, hai nụ cười thấy rất là tươi nha. Bây giờ phút quan trọng đã đến. 1 2 3. Hết thời gian. Nắm tay nhau. Xin phép đi. Con xin phép. Xin phép nói rồi. Dạ con xin phép nha nha bác. Xin phép cái gì? Con xin phép, con xin phép không không kiểu. Cảm thấy sao em? Đúng quá vậy. Đúng. Cảm thấy trong người ổn không em? Đâu ổn chị. Ngon không? Đâu có ăn đâu chị. Rồi xíu mình đi ăn. Đây. Nhìn bạn gái nói một câu gì đi, cho bạn gái yên tâm đi con. Nói gì trời. Bấm nút rồi á thì có gì tối mình hẹn hò. Cái đó yên tâm gì đâu yên tâm, trời ơi trời. Anh hứa anh sẽ cái gì đó hay như thế nào đó. Thì anh xin hứa nếu mà nếu có gì nữa người ta bấm nếu rồi mà, đó, nếu chúng ta tới nữa. Với nhau anh có thể trở thành bờ vai để em dựa dẫm được không? Dựa đi. Nó còn trẻ con lắm. Nó còn trẻ con nhưng mà dễ thương nè. Nói gì nói trước mặt ông bà cha mẹ sâu sắc chút xíu nha. Đừng có giỡn, có gì rủ chú đi nha con. Chú lo mối này cho. Dạ, cảm ơn chú chứ.